Xin chào các em. Ngày hôm nay tiếp tục tôi sẽ hướng dẫn các em làm bài tập về thấu kính hội tụ tiếp theo nha các em. Vậy thì các em quan sát ở đây tôi sẽ hướng dẫn các em nha. Câu số 1. Cho vật sáng AB vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ nha. Có tiêu cự là 10 cm, điểm A cách thấu kính 30 cm các em. Vẽ hình và nêu nhận xét về ảnh A phải B phải. Rồi câu B tính khoảng cách từ ảnh đến thấu kính và so sánh ảnh A phải B phải với vật AB. Đó, vậy trước tiên tôi tóm tắt cho các em trước nha. Đó, ở trong lý thuyết ở bài học đầu tiên á, các em, tôi nói các em là em phải xác định được mấy cái này, đọc đề lên phải phân tích được. Khoảng cách từ vật đến kính là OA hay còn ký hiệu là D. Còn OA phải là khoảng cách từ ảnh đến thấu kính, ký hiệu là D phải. Nha, AB là chiều cao của vật, A phải B phải là chiều cao của ảnh. OF phải bằng F nhỏ là tiêu cự của thấu kính. Đó, đọc cái đề lên nói tiêu cự là gì, không biết ký hiệu là gì sao các em làm ra được, đúng không? Đó, vậy thì phân tích này. Một vật sáng AB vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ có tiêu cự là 10 cm. Vậy em phải ghi cho biết vô. Cho biết nha các em. Cho biết tiêu cự của thấu kính OF bằng OF phải, ký hiệu này F nhỏ nha các em, là 10 cm. Điểm A cách kính, điểm A cách kính chính là khoảng cách từ vật đến thấu kính, ký hiệu là OA. Đó, ký hiệu là D nhỏ ha. Cách kính 30 cm. Điều này nói đến điều gì? Vật này nó nằm ngoài khoảng tiêu cực. Chắc ăn là thu được ảnh thật nha. Ngược chiều với vật nha. Rồi câu A vẽ hình và nhận xét ảnh. Câu A yêu cầu vẽ và nhận xét ảnh. Nhận xét ảnh A phải B phải có nghĩa là ảnh thật hay ảnh ảo đó nha, chiều như thế nào với nhau. Câu B tính khoảng cách từ ảnh tới thấu kính nha. Khoảng cách từ ảnh đến thấu kính là OA phải nha các em. OA phải là tính D phải đấy các em nha. Rồi và so sánh ảnh A phải B phải với AB. Muốn so sánh rất đơn giản nên lập tỷ số cho tôi A phải B phải trên AB. Đó, so sánh ảnh với vật nè, với vật sáng AB nha. Rồi, trước tiên các em vẽ hình trước nha. Và nhớ là trường hợp này các em vẽ tỷ lệ nha. Tỷ lệ nha các em. Còn các em vẽ theo đúng cm sao vẽ được, đúng không? Em vẽ cm, 30 cm, 10 cm nó rất là lớn, đúng không? Em cứ vẽ tỷ lệ cho tôi, có thể em lấy là một ô là 5, một ô là 10 cũng được. Đó. Nhưng cố gắng vẽ tỷ lệ cho tôi nha. Rồi tôi trình bày bên này. Đầu tiên tôi lấy là một ô là 10 đơn vị đi nha. Không thôi cái khi phải là 6 ô đúng không? 6 ô hay là 5 tùy các em. Tôi cứ một ô là 5 đơn vị đi. Đây là tôi có kính hội tụ nha các em nha. Còn cái vật sáng AB nó không có chiều cao, mình lấy đại ở đây. Đây là quan tâm ô trước này. Đầu tiên phải dựng cái này trước này nha. Đó, dựng trục chính ra rồi dựng cái thấu kính lên nha. Rồi tiêu cự là 10, nếu mà 10 thì quá bé, một ô là quá bé. Vậy tôi cho 2 ô đi, một ô là 5 đơn vị đi các em nha. Này tôi cho hơi lớn là tí ha. Rồi đây là 5, 10, 15, 20, 25, 30. Vậy ô A nằm đây này em này, A nằm đây, đây là trục chính A. Các em hiểu ý đó nào, hiểu chưa? Đó, khoảng cách OA là 30 nè, đúng không? Một ô là 5 đơn vị, cái này tôi lấy 6 ô. Rồi, cái sau đó mình nhớ là khi có OF thì lấy ngay OF phải bên này cho tôi. Tại vì OF bằng OF phải nha. Rồi, sau đó mình dựng chiều cao của vật sáng lên, AB lên. Rồi. Đó. Em thích thì em cho cao lên cũng được, chẳng sao hết nha. Cho cao lên. Lúc này chiều cao thì không cần đúng tỷ lệ nha, đâu có biết đâu, mình dựng đại thôi. Rồi, giờ tôi dựng nha em. Giống như những bài đầu tiên tôi vô tôi liền kêu em vẽ ảnh nó từ điểm sáng, từ vật sáng cho em nha. Vậy thì muốn dựng được ảnh A phải B phải thì từ B nha tôi sẽ dựng 2/3 tia sáng đặc biệt đưa tới song song với trục chính, cho tia ló đi qua tiêu điểm F phải, thấy chưa? Tia thứ hai đi qua quan tâm cho tia ló tiếp tục chuyển thẳng về sang của em, thấy chưa? Rồi chữ em là vừa đây tí đi. Vậy giao đây chính là ảnh B phẩy của B. Rồi từ B phẩy em ha đường vuông góc này ảnh hết thì em vẽ đường liền nhé các em. Rồi cho cái mũi tên nhẹ lên cái. À, đường vuông góc ở đây. Đây là A phẩy. Okay. Rồi vậy thì người ta yêu cầu này em. Đầu tiên là mình vẽ rồi đúng không? Mình vẽ thì giải quyết được vẽ rồi. Giờ nhận xét ảnh. Nhận xét ảnh nha. Nhận xét ảnh A phẩy B phẩy. Rồi em nhận xét là nhớ là nhận xét ảnh là ảnh thật hay ảnh ảo đó, rồi chiều như thế nào á, rồi độ lớn như thế nào nha. Đối với trường hợp ảnh thật có trường hợp lớn có trường hợp bé thì đừng kết luận điều đó nha. Còn ảnh ảo chắc ăn là thu được ảnh lớn hơn vật nha. Vậy thì em nhìn này, ảnh này chắc ảnh ảnh thật, vì sao biết? Vật ngoài khoảng tiêu cự. Nhớ ngoài thật trong ảo, nhớ cái câu đó rất dễ đúng không? Ngoài thật trong ảo. Rồi vậy thì nè, ảnh thu được là ảnh thật ngược chiều với vật. Vậy thôi là được rồi nha. Trả lời do ảnh A phải B phải thu được là ảnh gì em? Ảnh thật ngược chiều với vật. Người ta không hỏi cần giải thích nữa, vì sao nhé, không cần nói ảnh thật được rồi. Ngược chiều với vật. Đấy, nhìn vô trường hợp này nếu mà vẽ theo tỷ lệ như vậy thì chắc ăn ảnh nó bé hơn đúng không? Nhưng mà đừng kết luận. Đấy. Đó. Hay sau này người ta gọi là tính chất của ảnh. Nha, thật hay ảo, ở chiều như thế nào gọi là tính chất của ảnh nha. Rồi giờ đến câu B này em. Quan trọng nhất là câu B thôi. Rồi. Em nhớ nè, ở trong lý thuyết cái bài học tôi nói rõ ràng luôn nha, và phương pháp làm từng phần nay tôi nhắc lại lần nữa nha, và có thể làm rất nhiều lần. Các em cố gắng dùng phương pháp hình học, ở đây tôi sẽ hướng dẫn các em hai cách, một cách hình học, hai là dùng công thức của mấy anh chị học lớp 12 làm nha, mà tôi đã chứng minh luôn cho các em ở trong bài học tại sao có công thức đó luôn cho các em ở đó nha. Rồi vậy thì tôi muốn tìm khoảng cách từ ảnh đến thấu kính đúng không? Tìm qua phải á. Vậy thì em kiếm cho tôi những cặp tam giác vuông đồng dạng cho tôi. Nhìn ra nào, tam giác vuông này đồng dạng với tam giác vuông này có hai góc đối định này bằng nhau không, đúng không? Mà học trong toán mình học rồi, trong chương trình lớp 8 học hai tam giác đồng dạng, chỉ cần hai tam giác vuông á, chỉ cần một góc nhọn thôi bằng nhau thôi lập tức đồng dạng theo trường hợp góc đó, tại vì nó có hai góc vuông bằng nhau này đúng chưa? Đó, vậy thêm hai góc nhọn bằng nhau, vậy lập tức hai tam giác vuông là đồng dạng một cặp nha. Rồi cặp tiếp theo là cặp này này, tam giác vuông này cũng đồng dạng với tam giác vuông A phải B phải F này, đây cũng có hai góc đối định này nha. Đó, lật ra tôi bảo đảm sẽ tính được nha. Vậy thì xét cặp thứ nhất nha, và lúc này không có hàm như trong chương trình toán xét tam giác này rồi có cái góc đó bằng góc đó đối định rồi kết luận đồng dạng, không, trong vật lý chứ phải toán nha. Làm nhanh, mình nói là tam giác là A phẩy B phẩy O, tam giác vuông A phẩy B phẩy O, em làm coi nha, đồng dạng với tam giác vuông A B O theo trường hợp góc góc. Rồi ta có tỷ lệ này. Rồi bài tập chung là trên một bài tập vật lý tập trung cái gì? Tìm OA, OA phẩy, OF, OF phẩy, AB và A phẩy B phẩy, tập trung điều đó nha. Vậy thì lập những cái cạnh mà liên quan cạnh góc vuông thôi, đừng có lập cạnh huyền nha. Tôi sẽ lập nè, OA phẩy là đang cần tính nè, trên OA nè, OA phẩy trên OA. Rồi bằng cạnh góc vuông còn lại là AB, A phẩy B phẩy chứ đúng không? A phẩy B phẩy, A phẩy B phẩy này phải trên AB đúng không? Nhưng mà em quan sát là đề bài có cho mấy này không? Làm gì có mà làm, đúng không? Vậy thì cái này để chơi, để đây số 1 nha. Đó, cái này là cái quan trọng đấy nha, để đấy. Xét một cặp nữa tôi bảo làm sẽ làm. Cặp này nè em. Em nào chưa quen thì phải nhìn lên kỹ nha, coi tôi hướng dẫn phương pháp làm nha. Rồi, em nhìn cặp này nè. Cặp tam vuông này với cặp tam vuông này nè. Thấy không? Có hai góc đối định thấy không? Đồng dạng. Nói luôn. Tam giác vuông A phẩy B phẩy F phẩy đồng dạng với tam giác vuông O. Tam giác vuông này. O này nè. Ở đây nó có tên tuổi. Là tên này không? Là đây ha, tự đặt cho ha, chữ Y nha. O Y F phẩy Em trường hợp góc góc luôn. Rồi, lập tỷ lệ này em. Lập nhá. À, A phải, B phải, đúng không? F phải, đúng rồi, O, I, F phải. Rồi. Tôi lập tiếp nào. A phải, B phải trên O, I. Em à, khi em lập cái này em phải nhớ trong đầu là làm sao để tạo thành mối quan hệ với số 1. A phải, B phải có. Này AB, mà này là O, I. Em nhìn này. Các em nhìn đây nha. O, I này. Có bằng AB không? Bằng. Vì hình này là hình chữ. Đây, hình chữ nhật thì hai cạnh đối bằng nhau, đúng không? Đó. Mà cũng không cần để chứng minh nó là hình chữ nhật nha. Vậy thì lúc này tôi thay OI bằng AB. Vì sao tôi làm điều này? Tôi muốn tạo thành mối quan hệ với một, hai này giống nhau này. Rồi cạnh còn lại, cạnh nó vuông còn lại nè, A phải, F phải. Trên nè, A phải, F phải là đầu cuối nè, trên đầu cuối này, O F phải. Các em nhìn đây, một phần nữa là ra. A phải F phải làm gì người ta tính, không giờ ta tính A phải F phải nha. Người ta tính là OA với OF gì thôi. Vậy A phải F phải bằng khúc này nè em. Khúc từ đây đến đây nè. Trừ đi khúc từ đây đến đây nè. Có phải là A phải F phải không? Vậy thì lúc này tôi thay A phải F phải bằng OA phải trừ đi OF phải. Chia cho OF phải. Tức là đây là số 2 các em. Từ 1 2 suy ra. Em à, em nhìn đi nè. Hai này giống nhau không? Thì suy ra hai này như nào với nhau? Bằng nhau. Vậy suy ra OA phải trên OA bằng OA phải trừ OF phải chia cho OF phải. Tôi khai vào này. OA phải đang cần tính, viết là OA để cho 30. OA phải đang cần tính, viết là OF phải 10 chia cho OF phải 10. Em cầm máy tính ra, bấm ship show cho tôi. Không ship show thì quy đồng thử mẫu, được không? Nào, tôi làm tốt nhanh. 10, 30, 20, 300, 15. Nhầm nha, biết đúng không? Đúng không? Thử cái. Thì cái này là 10, cái này 30 chuyển qua là 20, 20 A, cái này 300, 300 chia 20. 300 chia 20. Là 30 chia 2 15. Nhầm mẹ, quy đồng thử mẫu nha. Còn hơn là đây là x trên 30, alpha bằng x trừ 10 trên 10. Nha. Đó, quy đồng thử mẫu cũng được. Nha. Đó, còn đây tôi nhầm tốc độ mau luôn. Kết luận được chưa? Vậy khoảng cách từ ảnh tới thấu kính nha là 15 cm. Rồi tiếp theo đây nha, chưa xong, hãy so sánh ảnh A phải B phải với vật sáng AB nha. Rồi người ta yêu cầu so sánh ảnh A phải với vật AB. Rồi từ đây A phải B phải trên AB và thay vào thôi, thay vào đâu nha. Tiếp tục nè, tôi sẽ nói là từ 1 suy ra đây này, đây này. A phải B phải trên AB bằng OA phải trên OA, mình có rồi mình thay vô các em. OA phải trên OA, OA phải bằng 15 nè, OA bằng 30 nè, phải bằng nhiêu em? 1/2. Kết luận vậy ảnh A phải B phải bằng nhân chéo này em, A em chét này đây bằng 1/2 AB, có nghĩa là bằng 1/2 thôi. Chiều cao này nè bằng 1/2 chiều cao này thôi, đúng không? Vẽ hình chính xác luôn. Em hiểu ý tôi nói không? Đó. Đây là cách thứ nhất nha em. Đây là cách thứ nhất. Còn thôi làm công thức thì sung sướng lắm, không phải chứng minh gì hết, hát công thức vô là xong nha. Tôi nói thêm cách 2, tôi xóa cái này đi các em nha, xóa khúc này luôn, làm thêm cách 2 nữa nha. Sau này các em cấp 3 phải học đó nha. Các cấp 3 mà ngồi làm cái này đâu đủ thời gian ha nha. Rồi cách 2, cách 2 ở trong bài học mà đầu tiên tôi nói về thấu kính hội tụ, nó liên tiếp hai bài em. Ảnh thật thì mình sẽ áp dụng công thức này, coi là tốc độ nhanh nha. Áp dụng công thức 1 trên F án thật bằng 1 trên D cộng 1 trên D phải. Đúng không? Có phải coi ai coi lý thuyết cho tôi dạy phải không? Tôi chứng minh luôn rồi ha. Giờ tôi muốn chứng minh cho các em nữa. Ở trong bài học đầu tiên có lý thuyết dạy đầy đủ hết. Thay vào em 1 trên F là 10, 1 trên D, 1 trên D là mấy? 30 cộng 1 trên D phải đang cần tính này em. Vậy thì tương đương. Muốn làm nhanh thì bấm shift số. Được không? Đặt đây là chữ bấm shift số. Còn quy đồng thì bình thường thôi, có gì đâu. Quy đồng thôi. Nháp ra 1 trên D phải bằng 1/10 trừ 1/30. Quy đồng thôi, cái này trừ đi nè. Ngay cái này 3 trừ 1 là 2, 2/30, 1/15. D phải này em, tính D phải nè. Nghịch đảo lên em, dùng toán chuyển vế thôi. Vậy D phải bằng bao nhiêu em? 15, nghịch đảo lên. Thấy chưa? Rồi tiếp tục nè. So sánh nha. Là h phải trên h công thức mình có rồi bằng d phải trên d. D phải bằng 15, d bằng 30, vậy phải bằng 1/2 không? Đó, vậy suy ra h phải bằng 1/2h. Đó. Sẽ làm công thức cách 2 nha. Cách 2 ráp vô là xong chẳng. Còn làm cách 2 các em hãy cố gắng viết lời giải nha các em nhé. Ở đây tôi không có viết lời giải, tôi làm tốc độ như luôn, dùng công thức luôn. Rồi các em quan sát đến bài tiếp theo nha. Để cho này đặt vật AB vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có tiêu cự là 20 cm nha các em. Sao cho điểm A nằm trên trục chính và cách thấu kính một khoảng là D. D chính là gì em? Là khoảng cách từ vật đến kính là OA các em nha. Đó, hãy xác định tính chất là thật hay ảo đấy nha, và khoảng cách từ ảnh đến thấu kính là tìm OA phải nha. Trong những trường hợp sau: D bằng 30 và D bằng 10 nha. Một cái là vật nằm ngoài khoảng tiêu cự, một cái vật nằm trong khoảng tiêu cự, là xét hai trường hợp làm á nha. Vậy thì bài tập tôi phân tích nha. Đầu tiên tôi ghi cho biết trước các em nha. Cho biết nè. Rồi. Một vật có tiêu cự F. Người đã ghi chữ F thì mình ghi ký hiệu hai chiều luôn các em nhé. OF bằng OF phải bằng F nhỏ bằng 20 cm. Sao cho điểm A nằm trên trục chính và cách thấu kính một khoảng là bằng D. Hãy xác định tính chất. Rồi, yêu cầu xác định tính chất là thật hay ảo đó. Đó, chiều như thế nào các em nhé. Và khoảng cách từ ảnh đến thấu kính là yêu cầu tìm OA phải hay ký hiệu là D phải các em nhé. Trong những trường hợp sau, trường hợp thứ nhất là D hay là bằng OA đó các OA các em nha. Ở trong trường hợp D bằng 30 trước nè, là vật nằm ngoài khoảng tiêu cự nha. Trường hợp thứ hai, D bằng, tôi ghi thêm OA cho các em nha, bằng 10 cm, là vật nằm trong khoảng tiêu cự nha. Vậy có hai loại ảnh mình thu được á, một cái ảnh thật, một cái ảnh ảo nha các em. Rồi giờ tôi sẽ làm câu A trước này các em. Câu A. Câu A mình kết luận luôn các em nha. Tính chất của ảnh nha. Tính chất của ảnh là tính chất ảnh thu được đây nè, em thấy quan sát không? Này bằng 30, này bằng 20 thôi. Nó ngoài khoảng tiêu cự thì chắc ăn các em thu được ảnh thật. Nhớ kỹ điều này nha. Ảnh thật ngược chiều với vật. Em trả lời cho nha. Tính chất của ảnh là ảnh thu được là ảnh thật nha các em. Còn ảnh thật ngược chiều với vật đó. Giải thích nha, mình giải thích kỹ hơn nha, vì OA lớn hơn OF các em nha. Đó. Rồi giờ muốn xác định được khoảng cách từ ảnh đến kính ha, thì bắt buộc phải hệ hình ha. Bài này tôi hướng dẫn các em hai cách luôn. Đó. Cách thứ nhất làm theo hình học, cách thứ hai dùng công thức các em. Làm công thức thì chẳng cần vẽ hình nha, xác định thật hay ảo áp dụng công thức thôi. Giờ tôi sẽ làm theo hình học trước. Đầu tiên tôi dựng cái thấu kính hội tụ lên trước này. Rồi. Rồi, dựng dục chính cho các em nha. Rồi người ta cho tiêu cự là 20 cm, tôi lấy một ô là 5 đơn vị, 5 10 15 20. Đây. Tiêu cự đây. Và tương tự bên này luôn, OF bằng OF phải nha các em nha. Đây là quan tâm ô này. Trục chính ở ngoài nha các em. Rồi. Tiếp tục. OA bằng 30 là 30 nè, 5 10 15 20 25 30. Đây là A này em. Tôi sẽ dựng vật sáng hai bên lên. Này các em. Đây là vật sáng hai bên. Rồi. Tôi sẽ từ B tôi sẽ dựng 2 trong 3 tia sáng đặc biệt. Tia sáng thứ nhất là tia tới song song với trục chính. Cho tia ló nha các em, cho tia ló đi qua tiêu điểm ép phải nha các em. Đó. Đây này các em, bài này chắc vẽ hơi dài hơn bên kia rồi. Rồi tia thứ hai đi qua quan tâm, cho tia ló tiếp tục đi thẳng. Nó cách nhau tích dưới này nè. Đây là B phải nha, hành B phải. Thôi từ đây kéo đường vuông góc. Từ B phải hạ đường vuông góc xuống nha anh em. Đó. Đây là A phải nha. Mũi tên này các em nha. Như vậy. Đây. Ánh sáng này, chuyển đây, mũi tên như vậy. Đấy thôi. Ở đây thêm điểm Y cho tôi nhé. Đây. Rồi vậy thì mình nhớ là dạng này phải xét những cặp tam giác vuông đầu dạng thì mới làm được nha. Vậy thì tôi sẽ kết xét cặp đầu tiên này, các tôi trình bày dưới đây luôn. Kiếm cho tôi 2 tam giác vuông đầu dạng à? Quá dễ gì đúng không? Cặp này nè và cặp này nè, có 2 góc đối định nè. Cặp tiếp theo nè, đấy, đó 2 cặp đối định nè. Nhớ là đối định thì cái kia còn lại đối định nha, nhớ vậy cho tôi. Rồi vậy thì tôi xét cặp tam giác vuông giới và tam giác vuông này nha. Rồi nói này các em, tam giác vuông A phẩy B phẩy O đồng dạng với tam giác vuông ABO. Em trường hợp góc góc. Rồi các em lập tỷ lệ các em. Đó, lập tỷ lệ. Đó là gì? Đã có. OA phẩy chia OA đúng không? À, hay em viết này để trước cũng được này. A phẩy B phẩy trên AB. Cái này trước đi. Đó, bằng OA phải chia OA. Đừng có lập mà liên quan cạnh huyền, cứ lập cạnh nó vuông cho tôi là được nha. Cục làm luôn, A phải B phải trên AB bằng OA phải trên OA. Rồi, em đặt đây là số 1 cho tôi. Cặp tam giác vuông tiếp theo là cặp này. Nha. Đó, 2 cặp này nè. Nếu mà em nhìn vô cái số 1 này mà em có đầy đủ dữ kiện em ráp vô thì em ráp luôn. Còn đây làm gì có. Đang tính này đúng không? 2 ngày đâu đều đâu cho đâu mà làm, đúng không? Vậy này để đây rồi, không có sử dụng được rồi. Làm thêm cặp nữa. Rồi tôi phân tích cái này nha. Xét thêm cặp tam giác vuông đồng dạng nữa. Là tam giác vuông A phẩy B phẩy F phẩy. Đồng dạng với tam giác vuông OIF phẩy. Theo trường hợp góc góc nha các em. Lập tỷ lệ các em. A phải B phải trên AB OI này, OI nha. Và tôi phải làm mối quan hệ với này. A phải B phải này AB mà. Em nhìn này. OI này bằng AB. Hình chữ nhật hai cạnh đối bằng nhau. Vậy tôi thay OI bằng AB. Tôi làm điều này để làm gì? Để tạo thành mối quan hệ với số 1 nha. Đó. Rồi cạnh còn lại cần phải lập. Cứ lập cạnh nó vuông cho tôi. A phải B phải rồi, cạnh vuông còn này là A F phải. A phải F phải. Phần nè, A đầu với cuối nè trên O F phải. Rồi tách A phải F phải ra cho. A phải F phải đâu giờ nó hỏi, lấy OA phải trừ đi O F phải. Chia cho O F phải. Là đây này ha. Rồi từ 1 2 em làm từ 1 2 suy ra là cái khung này là làm được hầu hết bài toán đó nha. Toán liên quan vật lý khó luôn rồi đó. Rồi, em thấy hai này giống nhau. Vậy suy ra hai cái đuôi này bằng nhau. Suy ra OA phải trên OA bằng OA phẩy trừ OF phẩy chia cho OF phẩy nha, tương đương. Thay vào các em đầy đủ rồi đấy. OA này em 30, OA phẩy đang tính viết lại OF phẩy 20 chia 20. Quy đồng từ mẫu em, ai làm nhận được cũng được, còn ai không muốn quy đồng từ mẫu làm gì? Máy tính, chức năng ship số trên máy tính, đặt OA là chữ X, bấm ship số, bấm bằng cái là đáp số nha. Đó. Rồi 30 với 20 nói chung là 60 đúng không? 60 chia cho 3 đúng không? Được 2 OA, 2 OA phải nó nhầm nha. 2 OA phải. Cái này chia này 3 OA phải đúng không? 3 cái này còn 1 vậy OA phải bằng. Rồi cái này nhân kéo lên. Vậy thì 20 13 660. Đúng không? Đó, kết luận vậy. Khoảng cách từ ảnh tới thấu kính, tôi viết tắt nha, thấu kính nha các em, cái này luôn đi, là 60 cm. Đây là cách 2 ở cách 1 các em, giờ cách 2 này. Áp dụng công thức một dòng này. 1 trên F bằng 1 trên D, ảnh thật là cộng 1 trên D phải, ráp số vô là xong. F có chưa? F 20 bằng 1 trên D, D người ta cho là bằng mấy em? 30 cộng 1 trên D phải. Rồi dùng máy tính bấm shift phone cũng được à, mà không đôi quy đồng khử mẫu, quy đồng khử mẫu hoặc là quy đồng rồi nghiêng nghịch đảo lên cũng được, đáp số cũng cho các em cuối cùng là bằng 60 cm nha. Nhớ làm cách này phải kết luận nha, tự kết luận nha. Các em quan sát đến phần B nha. Trường hợp thứ hai là vật đặt trong khoảng tiêu cự nha. Vậy thì nói tính chất của ảnh em học rồi. Vật đặt trong khoảng tiêu cự thì luôn luôn cho ảnh gì em? Ảnh ảo. Ngoài thật trong ảo ha, đúng không? Ảnh ảo cùng chiều và lớn hơn vật nha. Vậy trả lời đây. Tính chất ảnh. Là ảnh thu được là ảnh ảo nha các em, cùng chiều hay ngược chiều em, cùng chiều và chắc ăn lớn hơn vật nha, lớn hơn vật. Đó, giờ tôi vẽ nè, tôi vẽ hình ra tôi mới tính được khoảng cách từ ảnh đến thấu kính nha các em. Làm cách 1 bắt buộc phải vẽ, dùng phương pháp hình học để làm. Rồi lúc này mình biết ảnh ảo thì nó nằm mé này nè, mình có thể vẽ lui về mé này tí em, chạy về đây tí nè, rồi vẽ sâu cái đáy xuống tí. Đó, tí nó kéo chạy lên trên đó em, tôi vẽ sâu cái đáy xuống dưới nè nha. Làm rồi đỡ hao tập nữa. Đây, như vậy trường hợp này OA bằng 10 thôi, nó nằm sát ở đây nè em. OF nó bằng 20, nó gấp đôi này em. Đây. Rồi, F phải nằm bên này nha. Rồi tôi dừng chiều cao lên nha. Chiều cao của vật sáng này người ta không cho, mình cho đại thôi. Rồi từ B mình sẽ dựng 2 trong 3 tia sáng đặc biệt ha. Tiến tới em học rồi, tiến tới song song với trục chính. Cho tia nó đi qua tiêu điểm F phải. Tia thứ hai đi qua quan tâm cho tia nó tiếp tục chuyển hành. Rồi em thấy hai tia này nè càng ngày càng nhẹ rộng ra, không thể cắt nhau được. Vậy thì em nối đường kéo dài lên cho con nha, em nối đường kéo dài lên, nối đường kéo dài lên nè, đứt khúc nha các em, không được vẽ đường liền em nha. Này là vẽ xích vô đây đi cũng được. Đó, nối đường kéo dài lên. Hình như cái lúc này nó trùng với cái ngay tiêu điểm luôn em. Đó, nhưng mà một tí mình phải làm bằng phương pháp nào mình để chứng minh ra được. DB phải. Từ đây hạ đường vuông góc xuống em. Nhưng ảnh ảo là vẽ đường đứt khúc nha các em. Đó, lúc này nó đây nè. Ép đây luôn. Lúc này nó trùng với nha, biết nó trùng tôi ký hiệu luôn vậy ha. Nha. Còn trên này em muốn kỹ hơn thì em nói là vì sao em biết thu được ảnh ảo, vì OA nhỏ hơn OF nha. Em có thể kỹ hơn em nói là vì OA nhỏ hơn OF là có nghĩa là nằm trong khoảng tiêu cự các anh em. Rồi, tôi sẽ làm cách thứ nhất nha. Rồi, các em nhìn đây. Nhà vuông góc hết nha. Em kiếm cho tôi hai cặp tam giác vuông đồng dạng. Các em nhìn nào. Lúc này nó không có dạng đối đỉnh nữa mà nó chung một góc nhọn. Em nhìn nào. Tam giác A phẩy, B phẩy, O và ABO có chung góc O nhọn. Thấy chưa? A phẩy, B phẩy, O, ABO có chung góc O là góc nhọn. Vậy lập tức đồng dạng theo trường hợp gì? Góc góc. Một cặp nha. Cặp tiếp theo. A phẩy, B phẩy, F phẩy, VO. Đặt đây là Y em. OI F phẩy có chung một góc nhọn. F phẩy. Đồng dạng lập hai cái bảo đảm ra bài toán nha. Vậy thì tôi trình bày các em nha. Rồi. Xét cặp đầu tiên. Tam giác vuông A phẩy B phẩy O đồng dạng với tam giác vuông ABO. Theo trường hợp góc góc ta có tỷ lệ này A phẩy B phẩy trên AB bằng OA phẩy trên OA. Ở đây ta áp dụng thiếu hai dữ kiện này đâu thể làm được vì OA phẩy. Em đặt đây là số 1 cho tôi nha. Xét cho tôi thêm một cặp nữa. Cặp tôi vừa nói này chung góc F này. A phẩy, B phẩy, F phẩy nha. Đó. Rồi, cặp tiếp theo là tam giác vuông A phẩy, B phẩy, F phẩy đồng dạng với tam giác vuông OI F phẩy. Cái trường hợp góc góc luôn các em. Rồi, ta có tỷ lệ lập ra nè. A phẩy, B phẩy nè trên OI và nhớ OI thay đi em để tạo thành mối quan hệ trên. Nhớ nè, OI bằng AB. Thuộc lòng nha, giống như thấu kính lúc nãy thu ảnh thật cũng giống vậy luôn, thay OI bằng AB thì chứng nhận hai cạnh đối bằng nhau. Tôi thay bằng AB. Rồi còn cạnh góc vuông còn lại chưa lập á là tam giác AB phẩy F, mà cạnh vuông còn lại là A phẩy F phẩy. Chia cho là A phẩy F phẩy đầu cuối trên O F phẩy. Và nhớ tắt cái này ra cho tôi, cái này không tính. Em nhìn nè. A phẩy F phẩy bằng khúc nào? Em nhìn kỹ lên bảng các em. A phẩy F phẩy có phải là bằng khúc này không? Khúc từ đây đến đây cộng khúc từ đây đến đây không? Có phải là bằng OA phẩy cộng OF phẩy không? Đó, nhớ thay cái điều này cho tôi. Cái bài trước trừ còn cái này là gì? Cộng nha. Vậy thay bằng OA phẩy cộng OF phẩy chia cho OF phẩy. Em đặt đây là 2. Từ 1 2 suy ra. Đó, O nè, em nhìn thấy hai này giống nhau nè, thì suy ra hai cái đuôi này bằng nhau. Suy ra OA phẩy trên OA bằng OA phẩy cộng OF phẩy chia cho OF phẩy. Em thay số vô là xong nha. Bấm shift số cũng được các em. Chia OA. OA người ta cho là trường hợp thứ hai nha, là 10 nhân em bằng OA phẩy viết lại. OF người ta cho là bằng 20 cộng 20 chia cho 20. Đó. Em thay chữ x nè. Bấm shift số cũng được. Còn này nhân chéo này 20 nè, với 10 là đúng không? 20 mà trừ 10 còn 10 OA phẩy nhân lên 200, 200 chia 10. Vậy thì bằng 20. Đúng không? Trùng luôn, đúng rồi. Trùng ngay với tiêu cự luôn. Đúng không? Trường hợp này trùng mà. Đó. Em kết luận các em. Vậy khoảng cách từ ảnh tới thấu kính. Các em là 20 cm các em. Cách hai tôi trình bày bên này nha các em. Tôi trình bày bên này luôn. Cách hai mình sẽ làm như vậy. Rồi. Cách hai em phải nhớ nha. Công thức thì có hai công thức nào. Nếu ảnh thật thì em áp dụng công thức 1 trên F bằng 1 trên D cộng 1 trên D phải. Ảnh ảo thì trừ đi thôi nha. Cái cộng kia cái trừ. Đó. Vậy cách hai là áp dụng công thức nha. Tôi viết tắt cho các em nha. Còn nhiều lúc á, mình làm mình sợ mình sai, mình dùng công thức mình kiểm tra rất là nhanh. Đặc biệt trong rớt vô nếu bài vật lý mà rớt trắc nghiệm làm rất là nhanh, đúng không? 1 trên F ảnh ảo thì dùng công thức nào? 1 trên D trừ 1 trên D phải. Vậy thì thay số vào các em nhé. F là 20, D người ta cho trường hợp này là bằng 10, đúng không? Đó, trừ 1 trên D phẩy, đúng chưa? Rồi, tương đương. Rồi, cái đề này có so sánh không? Trong các trường hợp sau xác định tính chất thôi ha. Vậy thì mình chuyển vế rồi, muốn tìm số trừ lấy số bị trừ trừ đi hiệu, đúng không? Rồi muốn tìm số trừ là lấy số bị trừ trừ đi hiệu 1/10 trừ 1/20 thì lập tức các em còn bằng 1/20, đúng không? Rồi đảo lên, kịp đảo lên bằng 20 cm, giống nhau hết các em nhé. Đó nha, làm công thức điểm vô vậy thôi các em. Còn là mình học Việt Nam rất là dài á, rất cực các em nha. Rồi các em coi kịp về vào nha.